Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 327 KHUBND thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,6 đến 1,8% so với mức dự báo nhu cầu, trong đó đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng, quản lý và tiêu dùng, nông lâm ngư nghiệp và các hoạt động khác. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố Hà Nội sẽ sử dụng đèn LED. Cùng với đó, các cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu cho các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh một năm trở lên đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Triển khai hiệu quả phong trào hộ gia đình sử dụng an toàn, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố. Năm 2025, Hà Nội sẽ công nhận 1.050 hộ gia đình tiêu biểu sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cấp thành phố, phấn đấu đạt 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.